Khoan, trước khi bắt đầu video này thì mình có một thông báo quan trọng, đó là Co68 TV đang tổ chức cuộc thi Trader Kể Chuyện. Trong cuộc thi này thì các bạn có thể chia sẻ hành trình và kinh nghiệm của mình trong thị trường crypto, cũng như là nhận được giải thưởng lên đến 1.500 đô lận đó. Vậy thì chi tiết cuộc thi mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả cũng như là pin comment của video này. Các bạn nhớ đón xem và theo dõi cuộc thi nha. Thank you. Chào tất cả mọi người, mình là Poseidon đến từ Kairos Venture. Thì trong cái clip ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề mà mình nghĩ là khá là nhiều người quan tâm, đó chính là những điều cần biết khi bắt đầu về trading. Đầu tiên mình muốn nói một chút về cái chủ đề này. Thì thực ra chủ đề này sẽ có thể là những cái không phải là những cái cụ thể hay là những cái chi tiết nào đó để giúp bạn ngay lập tức có được lợi nhuận trong cái nghề trading hoặc là đầu tư tài chính. Tuy nhiên là mình tin rằng đây là những cái mà kinh nghiệm và những cái kiến thức mà bạn nên bỏ thời gian ra để lắng nghe và suy nghĩ, bởi vì đây chính là những cái đúc kết của cá nhân mình hay là nhiều anh em khác nữa trong rất là nhiều cái thời gian tham gia vào thị trường đầu tư crypto nói chung và trong cái trading nói riêng. Đầu tiên thì mọi người cần phải hiểu là trading là gì. Thì trading bản chất nó chỉ là cái việc mà chúng ta cố gắng tìm kiếm lợi nhuận bằng cách là thực hiện các công việc mua và bán, và cái lợi nhuận nó sẽ đến từ cái việc chênh lệch giá. Ví dụ như khi chúng ta mua Bitcoin 30.000 và chúng ta bán là 40.000 thì bản chất chúng ta đang kiếm được lợi nhuận đó là 10.000 trên 30.000, ở đâu đó khoảng gần 33%, đúng không ạ? Thì đó chính là trading. Bản chất nó rất là đơn giản vậy thôi. Nếu mà chúng ta liên hệ đến những cái công việc hàng ngày ở bên ngoài á, thì trading bản chất nó chỉ là đơn giản là việc chúng ta nhập một cái hàng giá rẻ và bán với giá cao. Để nó dễ hiểu hơn thì là như vậy. Nghĩ thì đơn giản như vậy, nhưng thì tại sao đa phần khi mà chúng ta tham gia vào cái thị trường thị trường crypto và nhất là cái mảng trading ấy, và đặc biệt là future ấy, tức là cái mảng mà có sử dụng thêm đòn bẩy thì chúng ta lại hầu hết là gặp thua lỗ, thì đâu là vấn đề? Thì mình nghĩ là có nhiều nguyên nhân và mỗi người sẽ có những cái nguyên nhân khác nhau của riêng mình. Tuy nhiên thì trong cái clip này thì mình sẽ chỉ ra một vài những cái điều mà mình nghĩ rằng đa phần mọi người sẽ bị mắc phải ha, hoặc mọi người chưa biết. Thì đầu tiên, khi mà chúng ta tham gia vào trading thì chúng ta cứ mặc định rằng trading là một cái nghề để giúp làm giàu nhân, đúng không ạ? Chúng ta nhìn những cái lợi nhuận của ông A, ông B, ông C, một ngày kiếm ít hay ba tài khoản, kiếm 10.000, 20.000, 30.000, thậm chí là cả 100.000 bằng một lệnh trade thôi, thì chúng ta bị cái tâm lý là FOMO, chúng ta bị lầm tưởng rằng đây là một cái nghề giúp làm giàu nhân. Thì mình xin nhắc lại, trading không phải là nghề làm giàu nhân, mà trading cũng là một cái nghề như bao nghề khác thôi. Nếu bạn thực sự nghiêm túc với trading nhá, thì các bạn phải xác định rằng trading chỉ là một cái nghề như bao nghề khác, và chúng ta chỉ có thể kiếm được tiền và thậm chí là rất nhiều tiền khi chúng ta làm đúng. Đúng ạ, tức là nếu mà bạn là một đầu bếp thì có rất là nhiều đầu bếp lương tương tự nhau. Tuy nhiên đầu bếp của nhà hàng 5 sao là những người đẳng cấp nhất và người ta kiếm ra được cái lương cao nhất. Nghề khác vậy, đúng không ạ? Bác sĩ cũng vậy. Bác sĩ có rất là nhiều người lương sàn sàn nhau, nhưng có những người, người ta nhanh nhạy, người ta giỏi, tay nghề người ta cao, người ta có thể tự đứng ra lập ra những cái phòng khám hoặc thậm chí là những cái bệnh viện riêng của người ta trong một cái lĩnh vực nào đó. Thì cái mấu chốt ở đây là gì? Trading cũng như bao người khác thôi. Chúng ta cần làm đúng. Chúng ta cần phải trở thành một cái chuyên gia trước khi chúng ta nghĩ đến cái lợi nhuận. Và cái lợi nhuận nó sẽ đến cực kỳ nhiều, có thể là như nãy mình nói, ít 2, ít 3, ít 10 tài khoản trong vòng thời gian rất là ngắn. Nhưng điều đó nó chỉ đến khi chúng ta làm đúng thôi. Ok, đó là cái thứ nhất. Và các bạn đừng nghĩ trading là một cái nghề làm giàu nhân. Hãy xác định trading là một nghề bình thường như bao người khác, và chúng ta có thể có cơ hội kiếm tiền, kiếm nhiều tiền nếu như chúng ta thực sự giỏi. Ok, điều thứ hai là hãy trang bị kiến thức trước khi bắt đầu. Có khá nhiều người mình biết là các bạn vào trade như kiểu là cho vui thôi. Các bạn đọc một sơ sơ một vài cái phương pháp trade, hoặc là các bạn theo tín hiệu của một nhóm hay là một cá nhân nào đó, sau đó các bạn chỉ đơn giản là vào học những cái thao tác, ví dụ như là mở lệnh long như thế nào, mở lệnh mua như thế nào, mở lệnh bán như thế nào, chốt lời các lỗ như thế nào, vậy là xong, là các bạn cứ thoải mái trade thôi.
Còn các bạn cứ phó mặc cái lệnh trade của mình ở đâu đâu thì cho một ai đó, chứ các bạn hoàn toàn không hiểu rõ là mình đang làm gì thì nên tránh cái đó. Như mình đã nói thì chúng ta bất kỳ trong cái lĩnh vực nào chúng ta cũng cần phải có kiến thức, thì hãy trang bị cho mình kiến thức. Còn nếu mà bạn quá bận rộn, bạn không có đủ thời gian để mà học hay để mà nhìn biểu đồ hay là để mà test lui test lại những cái chiến thuật này chiến thuật kia, thì mình nghĩ rằng cái việc trade nó không phù hợp với cá nhân bạn. Bởi vì trade nó rất là khó, nó đòi hỏi là chúng ta cần phải theo được cái diễn biến của thị trường, cần phải hiểu được thị trường ra nói gì. Trong khi bạn quá bận rộn thì mình nghĩ rằng nếu như vậy chúng ta nên lựa chọn một cái phương pháp khác trong đầu tư crypto, có thể là hold, có thể là làm airdrop vân vân, chứ không nên trade ha. Thì để trang bị kiến thức thì có những cái loại kiến thức như thế này. Đầu tiên là phương pháp giao dịch. Có rất là nhiều phương pháp giao dịch, ví dụ như là các bạn từng nghe nói như là Prashan, Ichimoku, giao dịch theo các cái chỉ báo MA, Bollinger Band, các cái biểu đồ nến, các cái mẫu hình nến cổ điển vân vân. Có rất là nhiều phương pháp và mỗi phương pháp nó sẽ có những cái ưu và nhược điểm riêng của nó ha. Thì các bạn có thể lựa chọn cái phương pháp nào mà mình thích nhất và cả bản thân mình cảm thấy phù hợp nhất để chúng ta theo và chúng ta học và chúng ta test khi nào mà chúng ta thành công thì thôi. Thứ hai là chúng ta cần phải học cách quản lý vốn. Cái thứ ba là quản lý rủi ro. Thứ tư nữa là cách get out. Cái cách get out này tại sao mình nói là phải học? Bởi vì có rất là nhiều người mình đã gặp rồi, có thể người ta ăn được một cái con sóng nào đó may mắn uptrend chẳng hạn, x20, x30 tài khoản trong vòng một tháng thôi. Các bạn đừng nghĩ rằng chuyện này nó không thể xảy ra, bởi vì cá nhân mình cũng đã từng làm được rồi. Chỉ một tháng thôi, x20 là rất là bình thường. Nhưng mà sau đó dĩ nhiên rồi, tham lam, muốn đến lên hơn nữa, thì cái tâm lý mà khi mà chúng ta x20 xong tự nhiên chúng ta chia 2 ấy, nó khó chịu lắm. Mặc dù chúng ta không nhận ra là chúng ta đang x10 đúng không ạ? Cho nên cái sự tham lam và không bao giờ cut out, bởi vì cái cách cut out chúng ta phải học cách khi nào chúng ta cut out. Ví dụ như cái mục tiêu của chúng ta là từ 1.000 đến lên 2.000 thì cứ đủ chúng ta cut out 1.000, thì lúc đó cái tâm lý chúng ta rất là nhẹ nhàng, bởi vì tiền đã vào trong túi mình rồi, và bây giờ nếu mà có mất thì cũng không mất gì cả, vẫn còn cái vốn đúng không ạ? Thì cái cách cut out cũng là một cái để chúng ta phải học và phải biết khi nào là mình đủ rồi và mình rời khỏi thị trường, chứ đừng có ăn thật là nhiều sau đó để thị trường lấy lại được mà không, đúng không ạ? Cái cuối cùng là quản lý tâm lý. Tâm lý ở đây thì nó có hai cái chính thôi, cái FOMO và cái fear. Cái FOMO là cái lòng tham lam, cái sự sợ hãi khi bị sự vội vàng khi mà thấy một cái cơ hội nào đó mà mình nghĩ là mình sẽ bị vụt mất. Và cái fear là cái sợ hãi, tức là sợ hãi khi mà cái lệnh vào lệnh thì chúng ta bị âm, hoặc là chúng ta bị first, hoặc là chúng ta thấy là ở cái lệnh của mình nó đi khác ông A ông B ông C nào đó, tôi đang long mà ông A lại can short, có liệu rằng tôi có sai không vân vân. Cái tâm lý nó rất là nhiều và nó cũng là rất quan trọng đối với một lệnh trade. Chút nữa mình sẽ nói thêm ở phần dưới. Ok, đó là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là mình muốn nói về phương pháp trade, quản lý vốn và tâm lý trong trading. Thì ba yếu tố này á là ba cái trụ cột chính của một cái phương pháp trade thành công. Tại sao mình lại nói như vậy? Thì cái này không phải chỉ trong trading đâu, mà trong đầu tư tài chính nó cũng đúng. Đầu tiên chúng ta nói về phương pháp. Khi chúng ta vào một cái lệnh, hoặc là chúng ta, mình nói luôn về việc đầu tư nhé, chúng ta đầu tư một con A thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang vào lệnh hay đang đầu tư theo phương pháp nào, đó có phải là phương pháp của chúng ta hay không. Ví dụ như bản thân mình sử dụng cái phương pháp reaction thì mình vào lệnh theo reaction thôi, và mình chỉ vào lệnh khi giá nó đã break out, sau đó nó retest lại thành công thì mình mới vào lệnh. Đó là cái kết đến của mình. Thì đầu tiên cái phương pháp của mình như vậy, và mình phải đảm bảo được một chuyện, đó là cái lệnh của mình nó phải nhất quán theo phương pháp đó. Đó, thì khi mà chúng ta vào lệnh theo đúng cái phương pháp mà chúng ta đã thành công ấy, thì cái lúc đó cái tâm lý của chúng ta sẽ, nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý đúng không ạ? Tâm lý chúng ta sẽ rất thoải mái, chúng ta biết rằng cái lệnh này chúng ta đã vào đúng theo phương pháp, chưa biết nó có thành công hay không, nó take profit hay là stop loss, nhưng ít nhất chúng ta đã đúng phương pháp của chúng ta, và chúng ta hoàn toàn không có cái tâm lý kiểu như là chết rồi, tôi vào lệnh theo ông A, bây giờ lệnh nó bị lỗ một chút rồi, tôi có nên cắt hay không, đúng không ạ? Sẽ không ai trả lời được cái câu hỏi đó cả. Và chính vì cái việc mà chúng ta vào lệnh một cách vô tội vạ, tức là chúng ta thích thì chúng ta vào, chúng ta thích thì chúng ta cắt,
đó, chúng ta thấy ở tự nhiên con này tăng thì chúng ta long, chúng ta thấy con kia giảm thì chúng ta bán, chứ chúng ta không có kiên nhẫn, chúng ta không có một cái phương pháp cụ thể. Nó dẫn đến cái việc là cái tâm lý chúng ta luôn bất ổn, bởi vì chúng ta đâu biết chúng ta vào lệnh đúng hay sai, đúng không ạ? Chứ chúng ta chưa nói đến chuyện lời hay lỗi nhé, chỉ cần đúng hay sai thôi. Đó, phương pháp là cái đầu tiên. Cái thứ hai là quản lý vốn. Quản lý vốn nó quan trọng bởi vì sao? Bởi vì cho dù bạn có vào phương pháp đúng cỡ nào đi, nhưng mà ví dụ vốn của bạn 1.000, bạn vào cái lệnh đó hết 700 đô này, và thêm margin đâu đó ít 20 nữa chẳng hạn. Thì phương pháp đúng, nhưng mà có thể giá coin mà, nó đâu có thể lúc nào nó cũng chiều lòng ta long một cái nó lên liền, ta bán một cái nó phải giảm liền đâu. Nó có thể nó sideways một đoạn nữa, thậm chí nó sụt xuống một chút đúng không ạ? Nó quay stop loss sau đó nó lên. Thì bởi vì cái việc mà thì phương pháp đúng, nhưng mà vốn chúng ta lỡ đi to quá, cho nên chỉ cần âm một chút thôi, và x20 nữa mà, x20, 30 gì đó nữa mà, chúng ta sử dụng thêm đòn bẩy nữa, chỉ cần âm một chút thôi là xong, là nó lại được tiếp tục đến tâm lý đúng không ạ? Chết rồi, hay là lệnh này mình sai rồi, trong khi rõ ràng là nếu như lệnh đó bạn chỉ có đi 100 mu thôi, theo đúng phương pháp quản lý vốn, cắt lỗ 50 u, chốt lời 100 mu chẳng hạn, ví dụ vậy, và vốn bạn 1.000 đô thì có mất, bạn chỉ mất 50 u thôi, nhưng mà bạn lỡ đi mất 700 u rồi, bây giờ cắt lỗ một phát là 200 u chẳng hạn, đã nó sụt 20% tài khoản rồi, đó là một số tiền rất là lớn. Chính vì vậy, quản lý vốn nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý, và thường những cái trường hợp mà mình gặp như vậy thì người ta sẽ cắt luôn, nó sợ quá, bị âm nhiều quá. Mình cũng trải qua rồi. Thì thường là chúng ta sẽ cắt luôn đúng không ạ? Và khi mà chúng ta cắt một cái xong thì thường là thị trường nó rất là biết cách trêu người chúng ta, là nó tăng lên từ đó luôn, và ngay lập tức là thuật ngữ mua đỉnh bán đáy ra đời đúng không ạ? Thì thường là vậy thôi. Đấy. Thì tại sao chúng ta không đợi được? Tại sao chúng ta không kiên nhẫn? Chúng ta không chấp nhận được stop loss trong thời điểm đó bởi vì chúng ta đi vốn quá to. Đó. Thì đó là cái yếu tố thứ hai. Và cái cuối cùng là tâm lý. Thì như mình nói, tâm lý nó chỉ có tốt khi mà bạn làm được một trong hai cái đầu tiên, đó là vào lệnh theo đúng phương pháp và quản lý vốn. Còn thiếu một trong hai cái đó thì tâm lý bạn không bao giờ tốt được, đúng không ạ? Bạn có bao giờ mà bạn vào một cái lệnh trade và bạn phải cầm cái điện thoại mỗi ngày vậy và soi, coi là cầm mỗi giây mỗi phút lâu lâu phải mở ra lên soi một lần không? Thì khi đó là tâm lý của bạn nó có vấn đề. Thường thì mình vào lệnh trade như vậy, sáng nay mình cũng có vào một lệnh, sau đó mình để stop loss và TP mình kể luôn. Mình rất là thoải mái thôi. Vào xong rồi thì kệ, set một cái alert, cái thông báo ở trên TradingView. Khi nào nó về stop loss thì nó báo, và khi nào nó về TP thì nó báo. Hoặc là những cái điểm quan trọng, ví dụ như hỗ trợ kháng cự mình kệ luôn, mình không quan tâm nữa. Đó. Để cho thị trường nó chạy, đúng không ạ? Thì đó chính là khi chúng ta làm việc vậy thì tâm lý chúng ta đã ổn định. Và nếu mà chúng ta là rèn luyện cả ba cái yếu tố đó một cách nhất quán thì mình tin rằng là cái thành công nó sẽ đến trong tương lai thôi ạ. Và đừng quên là ba cái này là ba cái trụ cột chính của trade. Và thiếu một, bạn có học phương pháp nào hay bằng trời tỷ lệ win 80-90% thì mình không biết, nhưng mà chỉ cần sai một cái trong quản lý vốn thôi, bạn có thể mất tất cả, đúng không ạ? Chắc chắn là bạn gặp trường hợp này rồi, cho nên đó đừng quên ba phương pháp, ba yếu tố đó là phương pháp, quản lý vốn và tâm lý. Okay. Rồi, tiếp theo thì mình muốn chia sẻ một số cái sàn trading tốt cho người mới bắt đầu. Thì cá nhân mình hiện tại đối với crypto thì mình vẫn sử dụng các sàn sau đây thôi. Hai cái sàn mình sử dụng phổ biến nhất là Binance và FTX. Thì đây là cả hai sàn mà bạn vừa có thể trade spot, tức là mua bán không có đòn bẩy và sở hữu đồng coin thật, hoặc là vừa có thể trade margin và có luôn cả future. Thì hai sàn này là rất là phổ biến rồi, nếu mà bạn nào chưa có thì các bạn có thể vào Coin68 ha, mình sẽ để cái đường link ở dưới clip này, hoặc là bạn vào Coin68 bạn gõ từ khóa là Binance hoặc là hướng dẫn sử dụng Binance hoặc FTX, thì trong Coin68 đã có những cái bài viết rất là chi tiết về hai sàn này rồi. Ngoài ra thì bạn có thể sử dụng thêm một số cái sàn khác, ví dụ như là OKX về phái sinh, tức là chỉ có trade hợp đồng tương lai không á, thì chúng ta có thể sử dụng Binbond hoặc là Bybit. Nếu mà một số bạn nào đó ở các cái quốc gia mà bị cấm sử dụng những cái sàn trên á, thì chúng ta có thể tham khảo một số cái sàn DEX khác như là DEDX hay là Perpetual Protocol ha. Mình cũng sẽ để cái link ở phía dưới clip để cho các bạn tham khảo. Ngoài ra thì trong quá trình trade á, thì các bạn phải sử dụng thêm một cái công cụ hỗ trợ rất là quan trọng,
mà chắc chắn là hầu như 100% trader nào đều sử dụng, đó là TradingView. Thì TradingView là một cái nền tảng cung cấp cái biểu đồ lớn nhất trên thế giới và cung cấp hầu như toàn bộ các cái công cụ cần thiết để mà chúng ta phân tích cái biểu đồ theo trường phái là phân tích kỹ thuật. Ngoài ra thì trên TradingView nó còn có rất là nhiều cái hay, ví dụ như là tham khảo những cái plan trade hoặc là những cái chia sẻ của những cái chuyên gia khác. Cái beta test, tức là chúng ta có thể tua ngược lại thời gian để chúng ta test cái phương pháp của mình trên trực tiếp trên biểu đồ, xem cái tỷ lệ thắng thua nó như thế nào, và rất là nhiều công cụ khác nữa thì bạn có thể tham khảo.